Nhảy nhanh kinh vậy? Từ từ thôi. Nấm vẫn chưa học nhảy đường, nhảy tách được ở mấy cái đường này ấy, mọi người. Nên là vẫn đang... Ơ kìa, cái đó là mình chưa lấy đà đủ hay sao ta? À, thôi làm lại. Xong xong xong. Thua keo này ta bày keo khác đúng không mọi người? Không sao, không sao, không sao. Ủa gì đâu rồi? Di vẫn đang tích cực leo mọi người. Ôi trời. Ơ kìa. Nhà nhà chị Nấm hả? Sao mẹ nói ừ phách là sao? Ơ kìa, là sao, là sao? Thôi không đọc bình luận nữa nha mọi người. Đừng có spam trên like của Nấm nha Huyền nha. Huyền Trang Nguyễn, Nguyễn Huyền Trang gì đây? Hình như sáng nay mấy bạn cầm cờ lê, mấy bạn nghỉ hết trơn rồi sao á? Bạn nào xem live Nấm nãy giờ đâu rồi? Buồn quá chị, sao lại buồn? Kích mấy bạn đi. Kích mấy bạn spam đi mấy đứa. Trời ơi, Di leo lên tới kia rồi kìa. Di ơi đợi Nấm với, Di ơi đợi Nấm với. Ê. Rồi thôi xong. Cơ bộ Di không đợi Nấm rồi. Trông cho Di gớt đi chơi rồi. Gớt đi Di, gớt đi Di. Di ơi gớt đi Di.